Nhưng xin chào mọi người quay lại kênh Kim Duy TV của nhà mình. Hôm nay mình và Chi Won đang trên đường đi đến nhà của một người mình mua đồ ở trên mạng á cả nhà. Thì chào bà cô chú. Chi Won đứng ngoài sau chào bà cô chú. Ở bên hàng này đó có những cái trang web và cái cà phê cả nhà mình giao dịch mua bán đồ cũ á. Thì đây là một cái trang web mua bán giao dịch đồ trực tiếp, hoặc có thể là gửi bằng thép be hay cả nhà gửi bằng đường bưu phẩm cũng được. Thì hôm nay nhà mình trên đường đi đến chỗ này, mình nhận mình mua cá cả nhà. Cá mà cũng mua trên chợ đồ cũ nữa. Thì cái này là mình mua ở trên Tăng Cương Mắc Hẹp đó. Sẵn mình cũng giới thiệu để cho các anh chị em, các bạn nào mà sống ở Hàn Quốc á, mà nếu như chưa biết đến cái trang web này thì mình tải về xài ha, rất là hay. Là một cái trang giao dịch trực tiếp giữa người bán và người mua, đa số là mình mua bán cái đồ xài rồi, cả nhà đồ sử dụng rồi đó. Thì cái giao dịch đó, đa số là cái người mua đó phải đến cái chỗ người bán, tại vì người ta bán cho mình cái giá phải chăng đó. Đó, rồi mình giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc là mình có thể chuyển khoản, hay hoặc là nếu như mà ở xa thì mình yêu cầu gửi bằng bưu điện cũng được đó cả nhà. Thì bây giờ mình đi đến đây, mình lấy cá với mình lấy cái có gọi là cái gì ta, tiếng Hàn nó gọi là sushi, còn tiếng Việt của mình thì mình không biết gọi là mấy cái rong cá rồi đó cả nhà, cho cá nó ăn đó. Thì nhà mình chuẩn bị đón những cái thành viên mới, là mình làm một cái hồ cá ha cả nhà. Bữa giờ thì mình cũng học hỏi tìm hiểu đồ rất là nhiều đó, thì bây giờ mình quyết định mình làm một cái hồ cá nhỏ mình để trong phòng cho Chi Won, nhất là Chi Won rất là thích khảo sát này kia gì đó, cho tụi nhỏ coi này kia, và đó cũng là một cái góc giống như gọi là healing, thư giãn cả nhà. Giờ hai mẹ con của nhà mình đến chỗ cái chung cư của cái người mình giao dịch mua cá đó cả nhà. Cái này cũng vui ha. Thì một chút xíu mình có thời gian mình sẽ nói rõ hơn về cái giao dịch này cho các anh chị và các bạn biết thêm ha. Mình đến đây rồi mình nhắn tin cho người ta, hoặc mình có thể cho số điện thoại mình liên lạc cũng được. Bây giờ mình nhắn tin là mình đã đến trước cái cửa chung cư gì đó, rồi mình nhắn cái bảng số xe của mình. Bây giờ người ta đang ra, mình chờ người ta ra xong rồi mình lấy cá. Đây đây mọi người ơi, trong lúc mình nói chuyện thì cái người bán cá đó người ta đi ra, mình cũng ngại đó, mình không dám quay người ta ha mọi người, tại vì mình không có hỏi ý kiến đó. Thì đây mình cho mọi người coi mình hôm nay mình mua cái gì ha. Đây nè mọi người, cái này là người Hàn người ta gọi là sushi ha, nhưng mà nó cũng có nhiều loại. Thì mình cũng mới bắt đầu thôi, mình cũng chưa có tìm hiểu nhiều á, nhưng mà mình biết là cái loại này cả nhà nó nuôi rất là dễ. Chỉ cần cắt như vậy thôi rồi mình bỏ vô trong hồ á, nó vẫn sống. Còn đây nè cả nhà, thường lúc mà mình giao dịch với người ta đó là mình chỉ mua 10 cái nhánh sushi với 10 cái nhánh bẹ chu, cái nổi trên nước á, hồi mình cho mọi người coi ha. Nhưng mà cái người bán này rất là tốt bụng, tại vì người ta nuôi cá đó, người ta cho mình thêm nữa nè mọi người. Đây người ta cho mình là 3 con cá nha cả nhà, 3 con cá với 1 con tôm nữa. Nhìn dễ thương không? Mà cái mấy cái cá này đó mình mua rẻ lắm, là 1 con cũng 1.000 tiền Hàn. Nhưng mà mình mua là cái rong hồi nãy đó ha, với một cái rong khác nữa, rồi là có 3.000 tiền Hàn thôi, mà người ta lại tặng cho mình thêm 3 con cá với 1 con tôm nữa nè. Chưa quên nè, khá sai sai. Chưa quên rồi coi nè, sai sai chập á. Đây nè mọi người, cái này nó gọi là mua bẹ chu. Thì cái này á, nó nổi trên nước nha mọi người đó. Cái này nó cũng là một trong những cái loại rất là dễ nuôi nè. Mình mới bắt đầu mình nuôi cá đó. Cho nên là mình tìm hiểu những cái nào mà dễ nuôi á, mình thử thôi. Chứ để không thôi mất công nó chết nè. Mình vớt ra nó cũng mệt, nó hư cái hồ nước của mình. Chú ơi này, có tôi khí giấc gì? Giấc gì? Mua bẹ chu à? Mua bẹ chu. Này mà đi á. Bây giờ chú ơi. Thì bây giờ mình lấy đồ xong rồi, mình chở chú Won đi đến một cái aqua, là một cái chỗ bán, cũng là bán cá nha cả nhà, bán cá rồi bán những cái đồ dùng để mà mình trang trí hồ cá đó, rất là lớn ở thành phố của mình.
đó thì sẵn mình đến đó mình mua một số cái những cái đồ dùng cần thiết, còn lại để mình set thiên cho cái hồ cá của mình ha. Mình dẫn cả nhà đến tham quan cái cửa hàng nha. Bây giờ thì mẹ con nhà mình lại lên đường đi đến cái chỗ Aqua, cái chỗ bán dụng cụ, bán đồ mình nuôi cá nha cả nhà. Thì thật ra cái con đường này cả nhà nhìn thấy nó có quen thuộc không thì mình không biết ha. Đây là cái con đường đi vào cái nông trại cuối tuần của nhà mình nè. Đó, mình cũng không biết là có một cái chỗ mà bán dụng cụ mà nuôi cá lớn nhất ở trong đây là cả nhà. Thường ở trong cái khu phố mình sống ở cả nhà thì cũng có một cái số những cái ở hàng gọi là xúc xúc con, có nghĩa là xúc xúc con có nghĩa là cái chỗ bán những cái dụng cụ nuôi cá nè, bán cá nè, bán hồ cá, rồi những cái loại côn trùng nữa cả nhà. Đó, nhưng mà nó nhỏ lắm, với nó đắt nữa, giá đắt lắm. Thường thì người ta cần cái gì một chút á, thì người ta đến những cái chỗ đó mua, hoặc là mình có thể mua online. Thì thật ra mình cũng định mua online nữa cả nhà, nhưng mà tại vì mình giao dịch trên cái trang mà Thặng Kinh á, Thặng Kinh Market á, thì mình giao dịch á, mình lấy cá ngày hôm nay, cho nên là nếu như mà mình mua online những cái đồ khác á thì 2-3 ngày, có thể 2-3 ngày nó mới đến nhà mình đó, cho nên là mình không có xếp tin được cái hồ cá của mình á, cho nên là bắt buộc mình phải đi đến cái mẹ trang, đến cửa hàng mình mua nhanh đặng về hôm nay mình xếp tin xong cái hồ cá của mình để cho cá nó vào hay cả nhà. Cái nông trại cuối tuần của mình thì nó nằm ở đầu ngoài hay cả nhà, còn cái khu này là khu đi vào sâu nữa. Trong cái khu này thì hôm bữa mình có đi vào bờ suối đó cả nhà, mình đi cho tụi nhỏ tắm suối là cái khu ở trong này nè. Thì trong đây có rất là nhiều những cái quán ăn ha, rồi đồng thời ở trên kia thì cũng có chùa nữa. Chú On là rất là thích đi với mình, mẹ ngủ đi đâu là cũng chịu đi hết đó cô chú, còn chị Trinh thì lười lắm, chỉ muốn ở nhà thôi à. Chú On ổng mới ra ngồi tiếp khai cho chú On, ổng mới đang sẵn sàng đi cho nè thì chứ. Mình đi bộ vô trong cái cửa hàng này cũng khoảng chừng 5 phút thôi cả nhà, rất là gần nè. Nhưng mà ngay chỗ cái cửa hàng nó không có chỗ đậu xe đó. Mẹ phải đậu vào bãi xe. Mẹ cứ đi vô cái cửa thì cần là cứ chơi. Không tư chị. Cứ mà chịu cho sợ nữa. Anh đã chơi cái anh đụng cho những cửa phố. Đây nè cả nhà, đây ở đây sẵn mình đi ngang mình quay cho cả nhà coi, cái này là cái xe điện đó cả nhà. Cái xe điện này thì mình chỉ cần cài tải cái app về đó, đó là mình có thể chạy được nè, nhưng mà mình chưa có xài cái này bao giờ. Đây là cả nhà, rất là lớn ha. Wow, ta. Tôi biết tôi bảy bị chạy. Tôi biết số. Đây là toàn là san hô không này cả nhà, đẹp quá. Vậy đó. Nhi bảy bị chạy chút xíu xíu rồi tôi kết tóc không sao. Nhiều quá. Mình kêu, mình kêu chị Won đi coi vòng vòng đi, mình mua cái đồ cần thiết trước cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy rất là lớn luôn. Ổng trong mớ nhịp tôi mua cô kìm ảnh chứ. Đây nè cả nhà, người ta bán những cái loại cá này thì mình biết toàn là cá đắt tiền không á cả nhà ơi. Mình không có mua cá ở đây ha, cá đây toàn là cá đắt tiền không à. Mình đi ra ngoài cửa hàng mình mua cá cho nó rẻ. Chưa bà chưa nè, giúp tôi chị. Đi cô học à. Wow, cái này là chắc đắt tiền lắm á mọi người. Mình không có rành ha, tại mình muốn dẫn chị Won đến để tham quan thôi. Nó phá ở mà phía đoàn của phụ cố. Nhân cụ kêu nghe là nè, nè, sêu. Mình thu của ta thổ tư bị thổ khổ. Còn ở đây là cái loại cá rẻ nhất nè cả nhà, cá bể màu đó, con 1.000, 2.000 nè. Mình mua mấy cá này mình nuôi thôi cả nhà ơi. Tí chứ mà, Yến ơi à, Yến ơi. Ồ, đẹp quá cả nhà ơi. Bên mình gọi là cá gì ta? Cá ba đuôi hả? Cá ba đuôi nè, đẹp quá.
Cái này một con 10.000 tiền hàng là khoảng 200.000 tiền mình nữa nha cả nhà. Ôi đẹp quá. Đi con Hana sao chưa con á? Đi con. Chưa con à? Đi con Hana sao? Đi con à, cá chưa con nhớ cô đừng có. Ờ. Chưa con kêu mình mua một cái này nè cả nhà. Cái này mình làm cái nhà cho mấy con cá con á. Nó trú trong đây nè, dễ thương ha. Cái có 4.000 thôi. Nè. Wow. Thật đan không cô? Thấy bầu bia thật đan à? Yogi mình là China khăn đe mô la cotton nhỏ. Oma anh đất anh đất 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 đất. À, đây nè, chào ông bà cô chú nè, nhìn xa hơn cô. Xin chào bà cô chú. À, cả nhà ơi thì chị qua này luôn à, đi luôn à, nhìn xa chị. Cả nhà ơi thì mẹ con nhà mình mua một số đồ cần thiết ở cái chỗ bán đồ dụng cụ với cả nhà. Mình mua xong rồi bây giờ mình đi ra, mình đi về ha. Cái này thì mình mua những cái cần thiết cho cái hồ cá của mình thôi. Tại vì mình mua cái hồ cá là hồ cá cũ ở cả nhà, cũng có một số cái dụng cụ rồi. Thì bây giờ mình dẫn chú Won mình đi về. Mình chắc mình sẽ ghé chợ mình mua một ít cá nữa. Cá ở chợ bán rẻ hơn ở đây. Mà video mình hôm nay thì cũng dài rồi. Mình chia sẻ với cả nhà cách mua bán đồ online, mua đồ cũ ở Hàn Quốc như thế nào hay cả nhà. Rồi đồng thời dẫn cả nhà đến tham quan cái chỗ bán dụng cụ đồ hồ cá này kia đâu đó ở cái thành phố của mình nè. Cái chỗ này cũng rất là lớn. Đi với chú Won để chú Won tham quan luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ mẹ con nhà mình nha. Chú Anh à, chào ông bà cô chú thưa con. Chào ông bà cô chú. Cảm ơn. Cảm ơn. Coi video. Coi video. Ủng hộ. Nhà con. Chào con. Bye bye.